rồi bà được bao nhiêu tuổi và ở đâu tên gì? Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Lượt ạ. Con từ xứ ốc xứ Dương Mơ đó, huyện Chu Lộc ạ. Con năm nay con 78 tuổi ạ. 78 tuổi vẫn còn mặc áo hoa đó. Thưa cha, ngày 30 tháng 11 là cuối tháng các linh hồn, con đi ra nghĩa địa con viếng các linh hồn thì con bị té ngã, con tay biến bằng nọ, con gãy cái những tay trái này, rồi con bất tỉnh, con biết gì nữa. Rồi những người ở ngoài nghĩa địa họ thấy con như vậy khổ, bế con lên xe, họ đưa con về, đưa về con về nhà con, rồi con nó đưa đi bệnh viện, đưa đi bệnh viện thì người ta thấy đầu trông như một cục to, mà tay thì rẫy ạch ra rồi, thì họ bảo không có máy chụp CT, họ chụp phim cho tay thôi, họ chuyển đi thành phố, họ đưa đi thành phố mấy ngày rồi đưa về chuyển về Thanh Tâm, con về Thanh Tâm con ở thì con 13 tuần, miệng con không nói được nữa, bây giờ con trong lòng con nghĩ được mà con không nói được gì hết, chín chín người ta thế vậy rồi, con mà này Chúa, xin Chúa mở miệng lưỡi con ra để con ca giao những lời ngợi khen Chúa mà thôi, mà rồi cho đến ngày 27 tháng 3 năm 2015 này, Chúa chưa còn có đi 5-6 lần đến đây rồi. Chúa chưa đến đây con nói được, con về con nói được, ngày hôm ấy là nghe Chúa sống lại, con tự nhiên là con đi lễ về con nói được là lễ Chúa thường này lễ trọng, họ đi lễ đông quá, là chung thì họ túng những người trong dòng cho anh xin Chúa cùng phòng với con, họ bảo bác nói như vậy, vậy cho được con nói lại cho họ nghe, họ mừng quá, rồi hết mọi người là con nó mừng, nó gọi điện về nhà cho những đứa ở nhà, mẹ nói được rồi, hôm nay là chân mẹ lại viêm, mẹ đi được rồi, bây giờ con đang ngồi chén ăn như thế kia, người con một nửa người bên trái nó bị tê hết à, vậy thế mà rồi con cứ bị những cái xe bốn chỗ thì con đứng lên thì con chuyển con đi, vậy để các thầy bảo vậy là đấy, Chúa mở miệng lưỡi bà ra rồi đấy, vậy là đến ngày thứ hai là các thầy cho con xuất viện về, con về nhà thì con không đi chữa này thương nào nữa, con được có đến cái lòng thương xót Chúa rồi, cứ con đã 2 tuần thì nó đưa con đến đây 1 lần, vâng, cứ 2 tuần thì là con nó đưa đến đây 1 lần, mà con nhiều lần con muốn lên đây con làm chứng mà con nói nó chưa rõ. Hôm nay con nói đã đỡ hơn nhiều rồi, thì con cảm tạ lên Thiên Chúa và Đức Mẹ đã thương cứu giữa con, mà cho bây giờ con đi khám tổng quát, bác sĩ bảo con rằng trước thì con bị tiểu đường, bị tim mạch, bị huyết áp cao, thế mà bây giờ huyết áp cũng bình thường, tim mạch cũng đỡ, mà tiểu đường là hết, gan nhiễm mỡ cũng hết, con mừng quá, con ô lên con vẫn Thiên Chúa. Con là vật phàm mẹ nồng là không trước mặt Chúa, theo Chúa thương cho nhiều vậy. Ông ấy chị ông cười không bảo, bà đừng có mừng mừng bội, mai ngày về ăn mặn cho nắm vào, rồi là nó tiểu đường lại để cho mà bà chết. Hallelujah. Một tay là bằng Hallelujah. Hallelujah. Thưa chị em, một bà cụ. Anh đã đi được rồi mà con nói rồi mà con không phải đi chăn ăn nữa mà không phải chống gậy đi nữa, con nên xe đạp con đi được. Hay là được mấy tháng này là con nên xe đạp con đi được. Về những người khu xóm bảo lạ đời cho cái bà này, bà chữa đâu mà nhanh vậy, làm sao mà bây giờ nên xe đạp ngồi ngon lành vậy, thường còn hơn những người trẻ tuổi nữa. Vậy thì con bảo cứ đi thì Chúa giữ gìn cho, không được chỉ được. Vậy xe đạp con đi thế vậy. Thưa anh chị em, bạn tôi cho bạn xuống trước thì không được cái câu sau, câu sau mới là hay, để con đi xe đạp được. Mà anh chị em nghe, bạn nói một bà già 80 rồi, gần 80 rồi, bạn nói anh chị em nghe có bị líu lưỡi không? Có rõ không? Rõ còn hơn cả những người bình thường, những người 40-50, có người 40-50 mà nói cứ ẹo ẹo không có rõ, mà một bà 80, bà đã lên đây, bà ngồi xe lăn ở góc kia phải không? Vâng, con ngồi xe lăn như vậy, con nó cứ đẩy lên đấy hàng ngày vậy. Bà ngồi ở chỗ kia, ông kia phải không? Vâng. Ngồi chỗ kia luôn phải không? Dạ. Thì bà bảo đến đẩy cho ông ra, bà ngồi vào đó. Thưa anh chị em, tại vì nó cũng bị liệt 12 năm, con nuôi 12 năm, cũng cứ xe lăn như vậy.
Và chồng con bây giờ đi chết được 3 năm rồi. Và anh chị em, một người mà gần 80 mà cứ kiên trì đến đây, cứ 2 tuần đến đây một lần, những đứa con nó không phải kiên trì lắm đưa mẹ, đưa bà đến đây như vậy. Tại vì đưa một người bệnh mãi ở địch quán, con ở giấc mơ ạ, ở giấc mơ mà đến đây vất vả lắm thưa anh chị em. Mãi bên giấc mơ mà đến đây cứ 2 tuần một lần, 2 tuần một lần trên cái xà lăn như vậy, miệng thì không nói được, chân thì không đi được, ăn uống cũng không được vì gan rồi gan nhiễm mỡ, bị tiểu đường, huyết áp cao, ba thứ đó là đủ chết rồi. Huyết áp cao, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và chân tay bị liệt, miệng thì không nói được. Mà hôm nay một người 80 tuổi, gần 80 lên chia sẻ cho chúng ta rõ ràng, rành mạch, nhớ từng chi tiết một. Bà bây giờ cho tôi mượn cái xe đạp, bà đạp đi được không? Con đi được ạ. Bây giờ con thì đi được 5 cây số. Wow, tôi đi một cái số mà tôi thấy rã rồi chứ. Bà đi được 5 cây số và đi làm cái biểu diễn cho ta coi đây. Thôi bây giờ tôi tặng cho bà. Rồi. Đây tất cả những gì còn lại tặng hết cho bà nha. Dốc hết tình này đi xu ma bây giờ. Rồi, bà cứ đi xu ma. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Đây là máy 500 đại giảng lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi đây là bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót nha. Rồi đây là chuỗi lòng thương xót, đây là DVD chứng nhận lòng thương xót, đây là ảnh lòng Chúa thương xót. Các bạn ôm hết về đây chẳng chuỗi, các bạn ôm sao mà được, bà ôm đây chuỗi lòng thương xót, đây là DVD chứng nhận xót. Mắt con đeo kính 4 độ mà bây giờ mắt con đi là không có kính như vậy là cũng không xem được chữ. Xem được không? Vâng, được. Vậy bà đọc cuốn sách này được không? Sách phục vụ hội đồng người nhà thờ không phải đọc chăm lẽ. Không phải đọc kiến. Rồi, hallelujah. Chúa đã làm những điều kỳ diệu như vậy đấy thưa anh chị em. Con thấy sự lạ thử. Rất lạ lùng. Rất là lạ lùng. Rồi, một chút nữa bà lấy xe đạp chở đồ về nhá. Rồi. Rồi, mời bạn ngồi về chỗ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là